Và bây giờ chúng ta sang tiếp theo phần số 2, đó là khi mà chúng ta sẽ dùng cấu trúc của cái liên từ xiên chấm 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 cái gì đó trai hoặc là yêu chấm 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 cái gì đó ráng khổ. Lúc này cấu trúc liên từ này để dùng để diễn tả các hành động xảy ra theo một trình tự. Đầu tiên xảy ra chuyện gì đó, tiếp theo là chuyện gì đó và sau đó là cái gì đó xảy ra nhá. Thì trong cái phần cần liên từ này thì các bạn nhớ cho cô một cái là gì? Thứ nhất là từ trai và từ yêu. Thì phần này cô đã hướng dẫn cho các bạn rồi ở trong các cái video lần trước rồi, đó là cách dùng của từ trai và từ yêu rồi. Từ trai là nó biểu thị gì? Cái hành động tại thời điểm đó chưa được xảy ra. Khi chúng ta nói từ trai đấy nhưng mà cái hành động đó chưa xảy ra, cái hành động tiếp theo đó, cái hành động lặp lại đó chưa được xảy ra. Còn từ yêu thì gì? Là ngay tại thời điểm chúng ta nói câu đó thì hành động đó đã xảy ra rồi, thì chúng ta sẽ dùng từ yêu. Đúng không? Và tiếp theo sau đó là chúng ta nối với từ ráng khổ sau đó. Hoặc sau này chúng ta sẽ học thêm khi sang HK4, chúng ta sẽ học nối cái câu dài dài xiên, trải, ráng khổ và trễ khổ. Hoặc là nó có thêm một số các cái liên từ cũng tương tự nghĩa như thế này, nhưng dùng trong văn viết để diễn tả cho một cái trình tự của các hành động được xảy ra. Ví dụ nhá, trong phần này cô đặt ví dụ cho các bạn này. Huế trả ý khổ, huế trả ý khổ là sau khi về nhà đúng không ạ? 我先做作业. Đầu tiên là tôi làm bài tập, nhưng các bạn chú ý cho cô vẫn phải theo công thức nhá. Sắp xếp cộng với xen cộng với động từ, nhớ chưa? Chứ không thể cho xen đứng đầu được nhá. Này, 我先做作业. Ráng khổ chư phạm, có thể tắt đến đây luôn, ráng khổ chư phạm cũng được, hảo mà. Hoặc là cô đặt một câu mà có cả ba từ này, ví dụ này, ủa xiên chua là ý cơ xảo sứ cung cung chi chơ yêu chua là ý khuệ đi thỉ trái tạo xảo căng gia. Cô đọc lại lần nữa. 我先坐了一个小时公共汽车，又坐了一会地铁，才到小刚家。 Đầu tiên là tôi ngồi một giờ đồng hồ xe buýt, sau đó lại ngồi tiếp một lớp xe tàu điện ngầm thì mới tới được nhà của tiểu Cang. Nào ba, đó chính là cấu trúc của từ xiên, trải, yêu hoặc là ráng, ráng khổ. Đây là biểu đạt cho các hành động được xảy ra theo một trình tự đầu tiên, tiếp theo, sau đó, cuối cùng. Hả ba? Đó chính là cô đã hướng dẫn cho các bạn xong hoàn thành phần ngữ pháp của bài 14.